Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã đến video tiếp theo trên kênh Xe Hyundai. Và ngày hôm nay mình có ở đây một chiếc Hyundai Custom. Thì đây là phiên bản 2.0 cao cấp nhất mọi người nhá. Mẫu xe này thì có 3 phiên bản: 1.5 tiêu chuẩn này, 1.5 đặc biệt và 2.0 cao cấp. Ở đây nó sử dụng cái động cơ đó là 1.5 turbo và 2.0 turbo mọi người nhá. Bản cao cấp này thì sử dụng động cơ 2.0 turbo đó. Và mức giá thì của bản cao cấp này là 999 triệu mọi người nhá. Kém 1 triệu nữa thì là 1 tỷ đó. Và cái bản tiêu chuẩn của nó là 850 triệu. Và bản 1.5 đặc biệt là 945 mọi người nhá. Đấy, hai phiên bản kia hiện tại thì chưa về, thì mình sẽ quay trước cho mọi người tham khảo qua cái phiên bản cao cấp này mọi người nhá. Đó, 999 triệu. Đây là phân khúc MPV mọi người nhá. Nó sẽ cao hơn cái mẫu xe Stiger của Hyundai XL7 này, nhưng mà nó lại dưới phân khúc của Carnival nhá, dưới rất nhiều nhá. Carnival nó phải hơn 1 tỷ mọi người, tỷ 2 đến tỷ rưỡi, mà bản cao nhất Carnival cũng phải đến tỷ 7 ấy. Đây mọi người ngắm qua cái thiết kế này. Con này nhiều công nghệ lắm. Có cam 360 này, gói Hyundai Smart Sense ra này, mọi người nhìn cái radar của nó này. Đó. Có phanh khoảng cách nhá. La răng này. R18 mọi người nhá. Thông số lốp là 22555 R18. Đó. Cửa lùa hai bên và cửa điện mọi người nhá. Đây. Đó, cửa điện. Đóng vào. Có chống kẹt nhá mọi người nhá. Hai cửa bên đều có chống kẹt và cốp cũng vậy. Cốp là cốp điện này. Đó, cốp điện. 7 chỗ mọi người nhá. Phía trước 2 chỗ, phía hàng ghế thứ 2 2 chỗ, hàng ghế thứ 3 thì là 3 chỗ mọi người nhá. Đó. Đây. Điều hòa 3 vùng luôn. Và cửa sổ trời này thì nó chia làm 2 khoang cửa sổ trời. Phía trước và phía sau. Đấy. Ghế này nhìn như hạng ghế thương gia mọi người. Chúng ta sẽ di chuyển vào hàng ghế thứ 3 bằng cách là đi vào đây, đi qua giữa hai hàng ghế này. Ghế này chúng ta có thể chỉnh ra vào được. Đấy, vào. Bằng một nút nhấn thôi. Ra này. Ghế bên kia tương tự như vậy nhá. Khi nào hàng ghế thứ 3 người ta vào ngồi rồi thì chúng ta ấn nút này để cho nó kéo vào hai hàng ghế sát nhau. Đó, dí liền nhá. Có cả bơm phần bắp chân này. Tựa phần bắp chân. Xe này thì mình nghĩ là chỉ dành cho hàng ghế thứ hai ngồi là sướng thôi. Chứ hàng ghế lái này. Đấy. Hàng ghế lái này. Cũng chỉnh điện nhá. Điện. Nhưng mà không có cái bơm tựa chân ở đây. 850, 945 và 999 triệu. Con này dài là 4m950, rộng 1m860, cao 1m725 mọi người nhá. Máy 2.0. Khối lượng bản thân là 1 tấn 780, cũng khá nặng ấy, mình vừa đi qua rồi nó rất là đầm chắc mọi người nhá. Máy 2.0 turbo. Hàng ghế lái có nhớ hai vị trí này, lên xuống kính bốn cửa đều là một chạm nhá. Đây, ô con này có cái mở bình xăng đây hay phết này. Màn hình này là màn hình điện tử LCD 4,2 inch mọi người nhá. 4,2 cái màn hình này đẹp phết đấy. Màn hình nhìn phong cách châu Âu phết đấy. Màn hình chính thì là 10,4 inch. Nó đặt dọc như này mọi người nhá. Đặt dọc cảm ứng này. Cảm phím này là cảm ứng này. Đó. Có giữ làn đường này, giữ khoảng cách này. Cruise control này chắc là có cả giữ khoảng cách luôn. Ga tự động giữ khoảng cách. Nhiều nút bấm thật. Đấy mọi người, ấn mở cửa này. Đây nhá. Đó,
Con chơi chưa? Đây, đóng vào này. Cửa điện hai bên đều có chống kẹt nhá. Phần này thì là nhựa thôi. Nhựa nó sơn cái màu trang trí này nhìn đẹp hết. Mình thích cái thiết kế cái phần táp lô như này mọi người. Nó phẳng như này thì cảm giác nhìn nó rất là thoáng luôn. Và con này cái ô cửa kính này, gương nó cũng đặt ở cái phần cánh cửa nhá, giúp chúng ta dễ dàng quan sát hơn. Trên gương này có cả cảnh báo điểm mù. Trên này có đèn. 999 triệu, kém 1 triệu nữa là tròn 1 tỷ. Xe lắp ráp thì vẫn hiện tại vẫn được giảm thuế đến hết năm nay mọi người nhá. Cái ghế điện này của phần lái thì khi chúng ta khởi động xe lên thì nó sẽ nhô về cái vị trí mà chúng ta setup. Mà khi chúng ta tắt máy thì nó sẽ thụt về. Nó thụt về đằng sau thì chúng ta dễ dàng bước ra mọi người nhé. Nó thiết kế rất nhiều cái khay đựng đồ mọi người, dưới này chúng ta đựng thoải mái đồ luôn. Ví rồi máy tính bảng các thứ. Có 4 chế độ lái nhá mọi người nhá. Eco, Lomo, Smart và Sport. Đó, phanh tay điện tử Auto Hold này, đầy đủ. Cần số dạng nút nhấn này. Đây là sạc không dây này. Bệ thì tay, ôi cái này rộng lắm mọi người. Những cái dòng xe đa dụng khác nó thiết kế rất nhiều chỗ để đồ luôn. Tay nắm cửa này nhìn cũng làm cái họa tiết này đẹp thật. Đây là cái bãi xe của bên mình mọi người ạ. Đựng đồ này. Hàng ghế thứ ba này thì gập phẳng xuống được. Bản 2.0 turbo. Mình đi thì thấy khá là mượt đấy. Còn chưa được thử cái bản 1.5 sắp tới. Nếu mà có xe về thì mình sẽ quay thêm cho mọi người. Hàng ghế phụ bên cạnh cũng chỉnh điện này. Xịn xò phết đấy chứ. Chỉnh điện hết này. Ngồi hàng ghế này thoải mái mọi người ạ. Dưới có rất nhiều cổng sạc nhá, phía sau là chúng ta có sưởi ghế này, làm mát ghế hàng ghế thứ hai này. Đó, cũng có sạc không dây ở đây luôn. Cửa gió. Nhiều option thật sự luôn. $999 triệu. Đấy, hôm nay thì mình quay để cho mọi người xem qua chi tiết cái mẫu xe này. Cái phần này nhá, cái phần này nếu mà bản tiêu chuẩn thì nó là màu khác thân xe đấy. Đấy, nhưng mà bản cao cấp này với bản đặc biệt thì là sơn cùng màu thân xe. Đèn chiếu sáng là đèn LED nhưng mà theo dạng là hắt phản xạ mọi người ạ. Đây, nó có giải đèn LED ở trên này này. Mọi người nhìn thấy không? Nó ở trên này. Chiếu sáng xuống là hắt ra ngoài. Đèn sinh an custom. Thiết kế nó nhăng nhác giống kiểu ngôn ngữ thiết kế của Tucson mọi người. Đó. Mình đi thì thấy đầm chắc lắm. Căn bản là cái xe này nó dài ấy. Xe dài thì bao giờ đi cảm giác nó đầm chắc hơn rồi. Rồi ok mọi người, cảm thấy video hay và hữu ích thì nhớ nhấn like cũng như subscribe đăng ký kênh nhá. Để mỗi khi có video mới thì mình sẽ cập nhật đây và mọi người nào biết đến đầu tiên. Sắp tới nó về hai cái phiên bản kia thì mình sẽ quay cho mọi người tham khảo qua nhá. Và ai có nhu cầu mua những cái dòng xe của Hyundai thì liên hệ với mình, hiện tại giá đang cực kỳ ưu đãi luôn mọi người ạ. Santa Fe giá cực kỳ tốt luôn. Năm ngoái ai mà mua nó lăn bánh phải tỷ 6, hơn tỷ 6. Bây giờ chỉ cần tầm tỷ 4 thôi là lăn bánh được rồi. Và những mẫu xe khác cũng rất rẻ. Ascen, i10, Elantra, Tucson mọi người nhá. Sắp tới thì có cả Palisade về nữa, thì hiện tại Palisade thì chưa có hàng đâu. Thì sắp tới có hàng thì mình sẽ quay lên cho mọi người. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.